quý vị quản khách khách quý ngày hôm nay, quý vị chúng ta được cầm trên tay những cánh cụt mời, nhận lời mời thân tình của gia đình chúng tôi, trân trọng kính mời toàn thể quý vị cô bác chúng ta, các quý cô bác anh chị, các cô của bà, cô dì chú bác nam thanh nữ tú. Ngày hôm nay đây, quý vị chúng ta nhận được lời mời rồi thì hãy cùng mau nhanh chân dẻo bước vào trung tâm hội tiệc cưới ngày hôm nay. Cũng như quý vị nào đang ở ngoài phòng giao hạnh phúc, hãy cùng mau nhanh tay hoàn thiện tất các thủ tục cần thiết cá nhân bên ngoài để cùng nhau nở một nụ cười rạng rỡ thật tươi, bước vào cổng hòa hạnh phúc. Vâng, lựa chọn cho mình những hàng bàn hàng ghế thư thái nhất và thoải mái nhất. Và cũng xin chào kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể cùng sẽ chuẩn bị đứng trước cổng hòa hạnh phúc để cùng nhau chào đón toàn thể các quý vị đoàn khách đến đây chúc mừng cho gia đình mình. Và cùng nhau đón khách như đón mùa xuân, đón khách như đón những người thân trong gia đình. Quý vị chúng ta hãy vào lựa chọn cho mình những hàng bàn hàng ghế thư thái nhất và thoải mái nhất, rót ra những ly rượu đầy, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cũng như chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn. Bắt đầu nghĩa phu thê, lắp chọn kính mời và kính chuyển mời đến toàn thể quý vị. Tất cả mọi người, tất cả dòng phái chân hân, lấy sớm cáo mới tình lại phòng em phi đồng, giúp cánh đát cả bàn tần đát lừa cả ba mà ứ. Mới đi lấy sớm cáo mới phòng sòng phái chân hân, lấy sớm cáo mới phòng phần mọi người. Phòng em phi đồng hóa gần sẵn hoàn bát tình khổng mát của bộ phòng tâm. Phát ra bát là từng chậm bất trời trầu, phát trên lầu chúc thần hào chân. Ở sớm bát chúc thần đổi của biết ông lầy bất tiểu đình, lầy lát chờ phần thứ, lầy lát áo chân cô. Lầy sớm mới cái bà sớm mới, lầy sớm mới của những chàng phản thổng bó cai. Của chắc chàng phản thổng bó tắc lòng mà. Sớm mới quê bà chàng tổng sớm là bạn mẹ đắt tiền. Sớm mới sớm mới cùng niềm sòng sắp sòng sao. Bà mẹ phía đồng tên cầu tên xin tên sao. Lầy sớm mới tinh bà sớm mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lớn lao và lớn lao cho gia đình chúng tôi. Một cũng là minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Không chỉ còn một ít phút nữa thôi, những đôi bạn trẻ chúng ta cũng sẽ được nắm tay nhau bước lên sân khấu để ra mắt sự kiện đến toàn thể quý vị khán khách rồi. Các chồng kính mời và kính mời xuất sắc lên toàn thể quý vị chúng ta đang dạo bước ở trên đường. Hãy ngoài hoàn toàn hạnh phúc, chắc hẳn là nghe thấy tiếng gọi mời, tiếng ba đài hay tiếng hát hò của ban tổ chức tôi vang vọng đến quý vị rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau nở một cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Một lựa chọn cho mình những hàng bàn hàng ghế thư thái nhất và thoải mái nhất, ưng ý nhất để cùng nhau rót ra những chén rượu đầy.
hiện giờ đón toàn thể các vị quan khách khách quý ngày hôm nay. Quý vị chúng ta đã có mặt tại bản Nà Khoang, xã Triệu Pha, huyện Tân Châu, tỉnh Sơn La đến đây chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Vui, sinh nhật của chú rể Tiến Hưng. Và để nói đầu tiên, cho phép Đăng Tâm được đỡ lời chào hẹn gia đình, đỡ lời chào cô dâu và chú rể, được chia sẻ lời mời đến toàn thể các quý quan khách. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Và đầu làng thì có con chim xanh, ăn no tấm mắt đậu cành rau xoa. Và đường về bên ấy còn xa, đường về bên ấy đợi ta một người. Một người thì 18 đôi mươi, một người xinh đẹp xinh tươi hơn mình. Chúc sinh chúc mộc đầu đình, và em sinh thì em đứng một mình em vẫn sinh. Và ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi bạn yêu nhau. Gặp nhau biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắt cầu tình yêu. Hôm nay Đăng Tâm được làm ngọn gió chiều, để có thể thổi một ngọn lửa cho tình yêu đôi bạn được bắt đầu. Và giây phút này đây, giờ vàng cũng đã điểm, giày kim cương cũng đã đến rồi. Và Đăng Tâm xin được trân trọng kính mời cô dâu Hồ Vui và chú rể Tiến Hưng. Các bạn sẽ cùng nhau tay trong tay bước lên sân khấu để ra mắt sự kiện đến toàn thể quý vị. Xin mời! Mến. Và đang hiện diện trên sân khấu này đây là đôi bạn trẻ, đôi nương ương đẹp nhất Thuận Châu chúng ta ngày hôm nay. Và cũng có thể nói mạnh dạn nói luôn là đẹp nhất cả Việt Nam chúng ta. Và đang trên sân khấu này đây là chú rể Tiến Hưng và cô dâu Hồng Vui. Và niềm hạnh phúc của chồng họ giờ đây cũng rất là gần như là trọn vẹn rồi. Nhưng để có thể trọn vẹn hơn nữa thì không thể thiếu được những bậc làm cha làm mẹ, những đấng sinh thành, nuôi nấng cô dâu và chú rể lên người, đúng không ạ? Và sau đây xin lập trọng kính mời phái đoàn họ nhà trai và họ nhà gái, hai bên gia đình đại diện cho hai bên phái đoàn sẽ bước lên sân khấu để ra mắt diễn kiến đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi chiều nay. Xin mời chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên sân khấu đứng cạnh cô dâu và chú rể. Lập trọng kính mời. Như vậy là những nhân vật quan trọng nhất trong buổi trưa hôm nay cũng đã có mặt đông đủ trên sân khấu để ra mắt sự kiện đến toàn thể quý vị rồi. Và đang hiện diện trên sân khấu này đây là phái đoàn họ nhà trai và họ nhà gái. Và hình như là một món quà của tình yêu, đúng không ạ? Là món quà mà thực tế đã bác tặng cho cô dâu và chú rể, là kết quả của tình yêu. Một cô công chúa xinh xắn nhỏ nhắn và rất là đáng yêu, đúng không ạ? Và sau đây thì xin phép cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình và những người làm chương trình chúng tôi xin được cúi một chiếc quý thật sâu để cảm tạ cũng như chào đón toàn thể quý vị con khách đến đây chúc mừng cho gia đình chúng tôi. Bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý. Và trong đời người chúng ta thì không có quá ngày nhiều ngày được xem là ngày đặc biệt. Nhưng ngày đặc biệt nhất của mỗi con người có thể nói rằng là ngày cưới. Ngày cưới không đơn thuần là một buổi lễ long trọng được tổ chức trong một không gian long trọng, trang trọng và lộng lẫy nến hoa, hồng, pháo đỏ. Mà đây còn là minh chứng cho tình yêu. Để rồi, từ ngày hôm nay đây trở đi, đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ là một phần của nhau, một phần của hơi thở, một phần với gia đình và một phần trách nhiệm với hai chữ yêu thương. Tình yêu, tình yêu không phải là đích đến. Mà nếu mà là đích đến thì chắc hẳn phải có điểm dừng, đúng không quý vị ơi? Tình yêu cũng không phải là bến đỗ, mà là nơi chúng ta có thể vun đắp từng ngày, xây dựng lên một tình yêu thật là vĩnh cửu và trường tồn. Cô dâu và chú rể trải qua những năm tháng quen biết nhau, yêu nhau, rồi ngày hôm nay đôi bạn trẻ cũng đã tiến tới hôn nhân. Và nếu ai hỏi tôi rằng hôn nhân là gì, thì tôi xin phép được nhìn vào cô dâu và chú rể và trả lời rằng hôn nhân là hai người cùng nắm tay nhau tới thiên trường địa cửu,
và nguyện thề chung sống bên nhau cho tới đầu bạc răng long, và không có gì có thể chặt đứt được sợi dây vô hình gắn kết lấy tình yêu ấy. Quý vị thân mến, cô dâu và chú rể chúng ta để tiến đến hôn nhân ngày hôm nay thì cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhiều thử thách và gian nan. Vẫn đôi bạn trẻ cũng đã không quản ngại và có thể đến ngày hôm nay là tiến đến hôn nhân thì phải nói rằng là một cái quyết định rất táo bạo và đúng đắn, đúng không ạ? Và hôm nay Đức Tân rất là vinh dự đã có mặt tại bản Nà Khoang, xã Triềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La của chúng ta để đứng đây để long trọng tuyên bố một điều rằng là lễ phục quy của cô dâu Hồng Vui xin xin cùng chú rể Tiến Hưng, chú rể Tiến Hưng, cô dâu Hồng Vui chính thức được bắt đầu. Mời quý vị chúng ta ơi, hãy nổ pháo thật, hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn và thật lớn cho quý vị ơi. Như vậy là một màn pháo hoa lung linh tuyệt vời cũng đã được bắn lên và báo hiệu rằng là lễ vô quy cùng sâu chú rể chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Sư bảo sư mẹ ơi, tôi là bảo tổ mướn sư nhớ sư luông hợp bác ở khơi sư tổ mướn sư luông này bảo bảo mẹ bên đầu ơi. Đấy rồi nào, tức lại bảo mẹ bên đầu chưa bảo mẹ, chưa bảo mẹ hạt sương ơ con mức mũi cửa lắm, con mức la cửa lại con ép bản sai con lại bản đầm con tông nam bản long qua tông ta bản lốc bình tiền lại bản phải tó ló hết bản hồng mường con tây mơ bản phương nát khẩu chày phủ hai cờ bi phủ lì cờ bi các bà bất chữ hồng hạc lúc chờ bất chữ hồng phở lúc sương bất chút mày nà bất chữ bùn tà cáu các bà mớ ơ phải chẳng bà phủ bền bờ các phủ bền khởi các bà mớ mười sư châu những cái tuổi xếp phép của hùng hình bền cầu trai có tuổi sao pì cò é thằng cu ai chứ sửa bản thổ lóc làng sửa bản bá lóc lầy quầy khèn lóc hết phải lừa chết phải bỏ những nàng phóng tù ổ cả nàng phóng phay vậy phải má liều men ơ lầy quốc chung chẳng cứ sợ ào lầy quốc báo quốc xào chẳng cứ sợ bò sa mè chết nàng bò mè chắp bắt cái đù nà khả cái đù tin tin cái có cả nà cái có sợ hồ chờ hồ co cả chẳng ấy lầy em ác cơ ba mớ chết nàng phú gia cả chẳng sắc tắc của giảm tăng tà tăng nai tăng tà tăng nai cả chẳng phải xìm sợ khót bắt tọt sợ quam cái của bày cái lầy hờ cừn chả ma phù bên cười tiến hưng nì rú tăng tà tăng nai cái này ra đầy chờ rằng cánh hết dệt cất na khả hết dệt lau khẩu chẳng hết mèn lèn hết piêng lầm năm heo thẩm cha lầm bà heo thẩm đưa rằng các bà tăng tà tăng nai cái chẳng chờ hạt chờ anh cầm khen đồi phù miên nóng cầm đi để bên đồi sân đồi thú bên cù sân cù kim ảm bà khả năng cần ở sân mình đi chốt xuất khỏi cái bà mớ chẳng hà lại mười lì bên chân mười sẵn bên chân mười lẹp chẳng ngam bị chân bên mà cử chẳng lấy cá mới tinh lại bà mẹ pin đồng bàn tầng nát nửa cánh nát khả bàn bà mẹ pin đồng hót chắc ảo cần mắt tùng mắt tôm chuẩn xuất khỏi tên là mớ tăng nà sòng phải chuẩn tăng nà bằng cười lấy sòng trước ở bà mẹ pin đồng bà con xiềng sân bờ sờ sân nhọt xét noi lẻ lại xét lại lẻ ế bày ca lẻ ngất hán khai quán lẻ ngất kèo ơ hảo hán bản dương hảo hán mấy nước bà mẹ pin đồng nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và phải nói rằng là yêu thì cho roi cho bọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi, và mổ gà thì lại để phần con cái đùi, mổ lợn thì để phần con cái móng giò, và muốn qua sông thì phải đẩy đò, và muốn con khôn lớn thì phải nghe lời dặn dò của mẹ cha. Ngày hôm nay là ngày lễ vô quy, một ngày đặc biệt của cô dâu và chú rể, những bậc làm cha làm mẹ, những đấng sinh thành nơi đấng cô dâu và chú rể nên người đến ngày hôm nay đây thì chắc hẳn một niềm vui rất là trào dâng ngập tràn, đúng không ạ? Và cô có những lời dặn dò gửi đến những người con thân yêu của mình, và sau đây xin mời một bác đại diện cho bên họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Xin long trọng kính mời bác ạ. Sau phép bảy em bò mè sau bảng sàn na sau xá sàn xá sau bảy chú ơi phú gia tà nai xuống khỏi sau mi bị khó sau các bờ này đồng bò mè
sang bọn phú gia tà nai xong khỏi qua nhân sau khỏi làng tây yên về qua chờ là ngày yên chào đúng chào tà bùn lúc nà bùn tà lớn lớn xe về khủng cờ trắng xì nhỉ nó là hạt tát sảy nó tát bùi ba điên sang điên cờ chắc sùng sang sùng cờ chắc nhớ nhớ phía lưng sùng phía cả mà phía ba đẻ nhân sàn em lớp lưng cờ thòng em lớp sòng lớp sàn cờ này bắn lành sành sóng này bắn lành má đầu ơi mà đang đù cờ đù nghe cờ trên nắm tay làng chính sách là mưa chuôn sườn trắng tay ép nghe lại khẩu đù trắng tàu và bàn thì lỗ băng lành này băng lành má đầu ơi đàn hạt đều đàn trắng tầng bìa bàn á hà dần bước bánh trắng đầu bìa mương má hở bìa bàn đồ đà cò trà nhô bìa mương đuối xài cò tàn bìa sẵn sàng sụp son đồ đà cò há khấn lò bia sẵn sàng sống son đồ đà cao há khớp lò lùn phần nhìn qua này quán chu cò tô số ảo không phải trai để quán báo quán xào chẳng tô số cò số mè ấy pò mè cò khà biết làm đồ lấy cả cái làm đồ tì hùa cái cò cả nà cái cò sờ hùa chờ hùa to cò muôn cột tề ô ma chơi nì mà ứ sắp bón phú bón da bón tà bón ai chẳng hà lầy mưa đi biết chăn mưa sần biết chép vừa đẹp chơi đi pì trước bên mà sò cáo mới hải nòng pò mè sòng bản sàn na sòng xá sàn xá ao cần bánh bia bác càn má tủm má tôm bó lù sòn làn tơi súng khỏi mỡ súng khỏi cửa lại diệt phú gia tà nai sổ cám ơn ải nong pò me hào chưn biết đến nước ải nong pò me cho phủ chú bốn ư tổ mưa khỏi tà nâng mấy rồi bác xin được cảm ơn nhờ những lời phát biểu hết sức là chân thành và ý nghĩa của bên bác đại diện dòng phái đoàn họ nhà trai gửi đến là toàn thể quý vị quan khách cũng như là lời chúc cho cô dâu và chú rể. Xin được chúc bác sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau một lần nữa nổ lên một tràng pháo tay dành tặng cho những lời phát biểu thật hay thật ý nghĩa vừa nãy được không quý vị ơi? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi vâng, quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì cô dâu chú rể chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều nghi thức và nhiều nghi lễ khác nhau rồi, nhưng cũng còn một nghi thức rất quan trọng nữa trong đám cưới, đó là nghi thức rót rượu champagne. Cho nên xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến đến trước bàn tiệc champagne để cùng nhau tay trong tay rót ra những ly rượu hồng. Xin trân trọng kính mời. Mỗi người xin mời chú rể sẽ cầm lấy chai champagne đầu tiên. Anh hãy bóc hết những lớp vỏ bên ngoài ra. Bỏ chiếc dầu tắt bên ngoài ra chút để đây. Một lần quay khéo léo và chú rể thì đang tâm tin chắc rằng là chai rượu champagne sẽ được mở ra một cách nhanh chóng và thành công ạ. Mọi người chú rể hãy lắc chai champagne đi ạ. Thành kiến sức mạnh của chai champagne. Mời anh lắc chai champagne. Rồi ok. Bây giờ anh hãy phân nhẹ lắc chai champagne. Tay trong tay rất rộ lên tháp ly tình yêu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và như vậy là những chai rượu champagne cũng đã được xuất ra. Màu rượu là màu đỏ, màu máu của con tim, và những giọt rượu đang chảy xuống từng bậc cũng thể hiện cho những cung bậc cảm xúc của các dòng có thể trải qua những năm tháng quen biết nhau và tìm hiểu nhau như dòng sông chảy về biển cả. Đây cũng là một thử thách, cũng đặt trên cho thử thách của tình yêu. Và để rồi chúng ta giây phút đến đây muốn nói với cô sao rằng là rõ ràng người cách sông ăn mất tình cách nổi diệt anh với nàng sau may để đón trăng vàng sang tay để đón nàng về với anh hết rồi áo tím áo xanh bây giờ em đã có anh làm chồng quả cầu xanh quyện với chầu vàng ai ai cũng biết là nàng với anh trăng vàng quyện với cầu xanh ai ai cũng biết là anh với nàng. Vâng, xin mời chúng ta sẽ tiếp tục vui chơi champagne tiếp theo và làm các bước như chai champagne đầu tiên ạ. Quý vị ơi, chúng ta có thể dành tặng dù cô dâu và chú rể một tràng pháo tay từ lấy đến của bố tích tơi được không quý vị ơi? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất tuyệt vời. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục rót chai champagne. Một nửa rót lên tháp ly tình yêu và một nửa sẽ rót ra số ly bên cạnh. Xin trân trọng kính mời. Quý vị thân mến,
quanh cũng đã được bật ra và cũng báo hiệu rằng là lễ booking của cô giáo và sư thể chúng ta đã chính thức được bắt đầu cho một khởi nguồn mới, bắt đầu cho một tình yêu và một cuộc hôn nhân bền vững. Quý vị thân mến, và như chúng ta đã biết, cung cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho chọn chữ hiếu thì mới là đạo con. Và ngày hôm nay trong ngày vui, trong ngày hạnh phúc của mình thì những bậc làm con, cô dâu và chú rể cũng muốn bày tỏ lòng kính hiếu của mình lên những bậc làm cha làm mẹ, những đấng sinh thành. Vâng, xin mời chú rể sẽ nâng hai ly rượu hiếu rượu tình dâng lên bố mẹ vợ của mình, và cô dâu cũng sẽ nâng hai ly rượu hiếu rượu tình dâng lên bố mẹ chồng của mình. Xin mời. Chấp bà mẹ chấp bình hoạt dường ơ cổ hù lấy kín leo có bầu lưng sẽ thuộc bú lấy rối leo bầu lưng sẽ cổng cánh ơn cùng bầu bánh liêng lù bàn phút sàng sầu cùng mẹ chầu bó liêng bàn bó lấy lưng con chiến lan tay tàn cái chiến ma bay con chiến lan tay tàn cái chiến hòn khay mưa khắp lầy má mây nhắm phù bú bóng cứ lắc qua chiếc cổng tàn sang phăng hoa lấy chiến tranh bên đi phù bên tay chân này mới ải phù em ra dấu phương hoa phù bên cười chân này mới ải tà em nay dấu phương sai. Dạ vâng ạ, xin mời hai bên gia đình cũng như các cháu chú rể cũng sẽ cùng nhau chạm ly nhau. Số bò số mẹ ơi, pin đồng đã khoảng ơi, bọn em pin đồng ơi chẳng mà đang tâm lơ chân đi chẳng em mất cả hùa rồi nói đây hay đã khoảng xin cờ để má ấy đó đó thế bà má chủ tựa lo má tạm má có bất chắc lẽ cả đời phải hứa lo mất cả ruộng chẳng mà chẳng mà sống cái đấy đó mưa chút có lo mưa na khoảng lo mất chặt lẽ na mất khoảng mà mất na mất khoảng mà mất tặng giúp mất chặt lẽ thôi bà má mày nhỉ mất na khoảng lo hơi tay cửa hơi hí cửa mí hơi môn cửa mí hơi khoảng giúp mí hơi tặng giúp cửa mí bà mẹ pin đồng ấy bà mẹ na khoảng nó mí lại na anh đâu bà mẹ pin đồng đâu thôi bà mẹ pin đồng ấy đang tâm thầm tự thương mở bà mẹ pin đồng hóa này lẩu à bà mẹ pin đồng ấy lẩu đâu à bà hết bà đâu mà mẹ bà chứ à chiếc phà hơi lo ăn và nát khoảng bao diện chiếc phà bao trùng mấy cái ba đâu bố hộp bá biểu bố hộp bá biểu sang tiêu có bao mấy pin ông ấy ba pin ông là hai ba hay máu lỏng tên đăng tâm chiếc phải tô sơ cá mấy năm lâu à bản nát khoảng quá lại vâng ạ, xin mời cô giáo chia sẻ sẽ tiến lên một bước quay mặt vào nhau ạ. Dạ vâng ạ, cho hỏi là quý vị ơi, quý vị à có tin vào tình yêu không? Có không ạ? Bảo sao mấy anh này ế, bảo sao mấy anh này ế, mấy chị này ế, không tin vào tình yêu. Nhưng mà đăng tâm thì đăng tâm rất là tin vào tình yêu. Bởi vì minh chứng sống ở đây, cô giáo và chú rể chúng ta tiến tới hôn nhân là kết quả của một tình yêu đẹp đẽ, bền bỉ và vĩnh cửu. Và quý vị nào đã xem phim truyền thuyết Du Mông bao giờ chưa? Mấy bạn này thì gì cũng chưa, chắc là chỉ biết uống rượu thôi đúng không? Vâng ạ, em bảo là lê à, phim Du Mông éo đấy đâu. Nhóm ơn thế đây. Cái là bí mật tăng sáng vàng đi đâu. Về em ớ. Vâng ạ, thế thì về nhà quý vị chúng ta sẽ mở YouTube lên mà xem nhá. Nhưng theo Đăng Tâm đã xem rồi thì Đăng Tâm thấy thì chú rể thì đẹp trai như là Du Mông. Và cô dâu thì đẹp như Natabong trong phim tăng sáng vàng. Rất là tuyệt vời đúng không ạ. Và xin mời đôi bạn trẻ sẽ tiến sát lại gần nhau, vuốt tay vào nhau để làm nghi thức uống rượu ra môi. Và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau rót ra ly rượu của mình thật là đầy thế nào. Ai đúng em bà ơi. Nhưng mà phải nói rằng là âm thanh ngày hôm nay rất chất lượng đúng không quý vị. Đăng Tâm thì đang viêm họng một chút, nhưng mà nhờ có âm thanh tốt như này thì Đăng Tâm có thể truyền đạt những lời nói của mình đến toàn thể quý vị một cách tốt nhất. Mới ai đúng em bảo cả đà thái lòng sơ chế nó mất tên lo học cả đá băng cả tướng khuyên vô thần nhớ sự luồng băng thúc băng buồn hợp băng hợp khởi băng mẹ biết đâu nữa. Được chưa quý vị ơi? Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đứng lên đi nào. Cùng nhau nâng ly lên và cùng nhau đứng lên để cùng nhau hô thật to là chào quản nữa. Rồi thì biết ơi, máu lỏng với nó, vô tử nó xin đây. Em bảo cái tảng tắt điện thoại sẽ có đi đâu. Các bạn hãy nóng phân nữa đâu. Bỏ chung bệnh chung cả đá đâu. Cái lẽ thật cả để nhắn tin là ba bao phù hợp tên năng đúng bước lẽ thầy con em bảo nữa là anh ta chịu trách nhiệm lại cái này đâu. Mà
thì phải là phản đơ. Quý vị đã biết hôn chưa quý vị ơi? Chắc là biết nhiều rồi đúng không ạ? Và chúng ta cùng bắt đầu nào. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Chúc mừng, hạnh phúc. Ôi, mình đã có mẹ đơ. Gia đình chúng ta sẽ cùng hướng ạ. Xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ tiến số từ bàn cấp từ giờ về có thể quý vị quan khách trọng chiều nay và cô giáo vật chưa rẻ gì sẽ nán lại sân khấu một chút ạ. Vâng ạ, xin mời hai bên đại diện hai bên gia đình hai bác sẽ cùng nhau tiến xuống sân khấu số từ bàn cấp từ giờ về có thể quý vị quan khách trọng chiều nay. Xin mời chú rể ơi và cho đặng tâm hỏi chú rể một câu vô tri được không? Chú rể có yêu cô giáo nhiều không ạ? Có. Vâng ạ, phải có thì mới cười đúng không quý vị? Cô dâu ơi, hôm nay cô dâu có hồi hộp không ạ? Có ạ. Vâng ạ, tất nhiên rồi quý vị ạ. Và Đăng Tâm đứng đây thì Đăng Tâm đang nghe thấy tiếng nhịp tim của cô dâu đập rất là hồi hộp. Đăng Tâm cứ ngỡ là ngày hôm nay là ngày Trung Thu cơ ạ. Mà hóa ra là tiếng tim hồi hộp của cô dâu. Cho hỏi là chú rể đã ôm cô dâu bao giờ chưa ạ? Câu đầu là chưa mà câu sau là có nha quý vị nha. Nhưng mà chắc là sau hồi hộp quá thôi. Bởi vì kết quả của tình yêu của tôi và chú rể dành tặng cho nhau thì cũng đã có một em bé rồi. Thì nếu mà chưa hôm bao giờ thì Đăng Tâm cũng hơi khó tin đúng không quý vị? Nếu mà chưa hôm bao giờ thì cũng hơi khó tin đúng không ạ? Thế tôi chú rể đã hôn cô dâu bao giờ chưa? Câu đầu vẫn là chưa mà câu sau là rồi. Vâng ạ, chắc vẫn là do sự hồi hộp. Và cô dâu và chú rể ôm nhau ở đâu thì chúng tôi không biết đâu ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì là đám cưới của hai bạn. Và bà con lối xóm ở đây thì cũng rất là muốn cô dâu và chú rể thể hiện tình cảm cho tất cả mọi người ở đây. Cũng như để chứng minh tình cảm cô dâu và chú rể dành cho nhau. Thì cô dâu và chú rể ơi, hai bạn có thể dành cho nhau một cái ôm thật là ấm áp được không ạ? Vâng ạ, xin mời. Vỗ tay thật lớn đây quý vị ơi. Bạn sẽ cùng nhau tiến xuống từ mặt cấp từ giờ để mời toàn thể các quý vị quan khách cũng như các bạn bè của cô giáo chú rể ngày hôm nay đến đây chúc mừng cho đôi bạn. Xin mời.